thay vì để như vậy là phát triển được cái bị trái rồi nè. Nhưng mà tại vì tụi cưng quá mới cho nên là tụi cưng sẽ không có nhìn được, nhận biết được và cái áo ở bên trong đây nè. À, tụi em phải kéo đi kéo lên như thế này, tụi em nhảy cái áo như vậy để chi, để cho cái cổ áo cho em nhìn nó phẳng theo. Nhưng trước tiên nhất chị đã yêu cầu tụi cưng kiểm hàng là nên coi cái nhã trước, đã có coi rồi, thầy có coi cái nhã này nhưng mà chưa có cầm lên đây và coi lên đây đúng không? À, thì tại sao mà tụi em lại bị sai ra bên PT? Vấn đề là cho dù chuyện đã có thai rồi chính xác, nhưng trách nhiệm của mình là QC kiểm tra hàng và phải phát hiện lỗi. Trước tiên nhất chị dạy tụi em phải nhớ cầm cái áo lên và phải kiểm tra gì cho chị nhãn thai. Nhãn khe ở đây và cái nhãn ở đây phải thì giống nhau. Đó. Mặt nhãn là phải mặt chính là mặt này rồi, nhãn là phải nằm giữa. Dây keo này kiểu bạn điểm có kinh nghiệm đó, đúng dùng dây keo dài nhìn phần này, nhưng mà chị làm sai hoàn toàn với là cách chị ra chỉ cho nên nó lộn xộn một lần. Chị chỉ là lần nữa nha, về nhà đi chưa đâu, giúp tiên cháu một cái rồi em phải chảy áo ra ra cho chị hỏng như vậy, kiểm tra nhãn sai ở đây cho chị, nhãn cổ ở đây cho chị nha, là có đúng hay không, nhãn cổ ở đây và nhãn sai ở đây có đúng sai hay không. Sau đó bắt đầu chuyển từ cái phần cổ này lên mặt trước này trước cho chị coi phần cổ này nè, cái cặp mắt của mình nhìn tới đâu cái tay mình kiểm tra tới đó, là cặp mắt mình nhìn theo mình kiểm tra cái cổ đang có bị phá cổ nhăn nhúm nhíu hay không, kiểm tra. Sau đó chuyển xuống phần này nha, phần này nè, kiểm qua bên đây đây, kiểm phần túi không kéo túi lên, kiểm phần này, cái này là cái hình anh của cái nơ vô, cái hình kép của mình, cái tay của mình là sờ phần này chứ không phải là sờ vào cái móng tay này nha. Là mình phải kiểm tra trước nhất là mình kiểm tra thử có nguy hiểm hay không, là nên có bị cung chất hay không. Sau đó cái phần này nha, kiểm tra vuốt cho chị, vuốt cho chị nha, để coi nó có bị cung chất hay không. Phần này phải kiểm tra kỹ cái phần bên này rồi, sau đó là em chuyển tiếp xuống phần này qua bên đây. Nhãn bên đây là phải chú ý cái tay của mình kiểm tới đâu là mình phải nhìn cặp mắt mình nhìn vô tới đó là phải nhớ nha. Xuống lần này sau đó qua mấy bên tay trái nha, điểm bắt đầu cái kim đồng hồ, kim đồng hồ từ trái sang phải, điểm qua cái sườn cho chị, có thể cho em dặn về luôn dẫn được để chị biết được đường kim của chị có cung sức hay là không nha. Dây này là phải dừng cho chị nè, dẫn nha, tại vì á khi mà người ta câu như này người ta sẽ không có chắc chắn cho nên sẽ bây giờ như vậy. Rồi sau đó chị ra kiểm tra nút chọn ở đây, cái nút bóp bóp cái đầu này là để mình bóp vô mình bóp được được, và để chi để cho người ta phải kéo cái này ra vô được, để cái dây người ta bận người ta kéo ra cái vô được nè. Cái thứ hai là trên ở phần trên đây, đây là có một cái nút nhỏ ở đây có cái dây treo nè, kiểm tra chú
kiểm tra bằng cổ, bằng cổ hiện nay cổ đúng hơn hay không, có bị đối xứng hay không, đầu cổ có cao thấp hay không, nè sau đó kiểm xuống tiếp tới ngày dây kéo như vậy, lỗ hỏi dây kéo bung xì xuống các đường này, nè kiểm hết xuống dưới đây, rồi kiểm hôm nay ở đây là hành theo, hành theo này tụi em cũng vẫn sờ vào này nha, chứ không lấy cái móng tay cào nha. Gắn xài ra vậy, kiểm tra coi có bung cái hình tiêu không. Rồi, hai bên đô này phải đối xứng. Đường đô này hiểu, 6 ly là đều, không lớn nhỏ, không nhăn nhíu nhíu ha. Rồi, kế tiếp phần dưới đây, tới túi. Túi ở đây mình có bỏ. Ở đây có bỏ, kiểm tra hộp túi. Hộp túi trước, ở đây đường hiểu, không bung xỉ xuống rất dễ. Sau đó chuyển qua cái phần bên trong đây. Ở bên trong đây có đường dây kéo nè. Ở đây và ở đây, hai nhạc này phải đều với nhau, kéo dây kéo xuống, kéo dây kéo xuống, sau đó là túi kiểm tra túi, móc túi lên như vậy, nha, móc túi ra để chị không bị bung xì túi, đụng túi, sau đó tụi em thọc cái tay vô, thọc cái tay vô để kiểm tra phần bên đây cái lớp túi này nó có gì đâu, còn là mày dính vào đường này, là cái lớp túi nó có yên hay không, cái tay mình thọc vô mình sờ vô để coi lớp túi này nó yên nó có bị đùng hay là không. Rồi kéo đi kéo lên, làm xong túi bên đây, qua túi bên đây, kiểm cũng giống nhau như bên đây, kiểm tra giống như cái túi bên kia, đúng không? Sau đó, phần lai, để em tới phần lai, lai cả lai cả đều, không buông xì xuống phần này, không nhân những chiếc phần lai, bằng phần lai lên, ở đây phải bằng nhau, không được cao thấp so đen đâu lắm, nha, bằng nhau, là được cái phần lai, quay qua đường sườn, kiểm tra đường sườn đây vậy, ở đường sườn đây, đường chuỗi của mình nó trùng với nhau qua lên tới này tới phần tay tay dùng nách kim không cầm nhăn nè, tụi em kiểm tra như thế này không cầm nhăn nè, còn nếu mà cầm nhăn thì nó sẽ nhăn lại là tụi em sẽ nhìn được cái nào nhìn không được cứ gì hỏi chị Hà, rồi chị Hà ơi em thấy cái này nó nhăn như vậy có được hay không, phải tìm chị hỏi chị chứ không được tự quyết định nha. Sau đó tới phần tay cũng vẫn vuốt cho chị như thế này để mình kiểm tra dầu, kiểm đường mai nha, kiểm đường mai, kiểm đường kim mũi chỉ, tới mặt tay, cái nhám nè, ở phần này là bằng nhôm, bằng nhôm ở đây có logo, kiểm tra cho chị, logo nằm mép ở đây là phải chú ý nằm mép ở đây nha, để nhiều khi logo người ta mang ngược bên đây hoặc là nó không may, nếu hoặc là ta mai này qua bên đây cũng có thể bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra, nhám nhôm mà phải cài vô kiểm tra cái phần nhám được phần cái đèn nè. Đậu nhám từ cái mí này nha, từ cái mí này và cái miếng da nhung này là ở đây nó còn ra như đây là nó vừa rồi, sau đó phần thun cũng kéo dây như vậy nha, kiểm tra kéo ra còn qua bên này kiểm phần nách, khi nãy mình đã kiểm phần nách bên đây rồi thì mình sẽ kiểm phần nách bên đây, kiểm phần nách bên đây qua bung xì thuốc nhăn nhúng chiếu phần tay bên đây là được cái tay qua bên đây ở đây giống nhau như tay bên kia. Giống như tay bên kia. Kéo khi mà tụi em kéo qua là tụi em phải kéo qua tới bên đây để em nhìn được cái vòng mắt bên đây nha. Đó. Rồi, qua tới đường sườn là tụi em sẽ không bao giờ sót. Đặt qua bên đây. Tụi em kiểm tra phần ba bên đây. Không có gì xấu. Rồi, kiểm những cái đường bên này. Ở đây với thuốc điện là không sao hết, thuốc điện mà đường đây là đường rác của người ta nghĩ ra để đi cái đường rác bên trong đây nè, nó có bị bỏ mũi như là không ở bên trong cái hình tiêu này ha, hình tiêu này là người ta có vị trí, tụi em kiểm thì chưa biết vị trí là những cái bạn lai ở dưới thì tụi em phải chú ý ở phần này là nó phải thẳng đều như vậy, cái tay vẫn sờ vô cái chị nha, sờ vô cái thuốc ba đầu và đó là phải dùng cái chị. Khi nãy chị đã kiểm tra bạn này đã làm lộn xộn, đúng không? Rồi các em đã nhớ chưa? Một hồi bạn Trang sẽ gửi cái video này cho chị, sẽ gửi cho nhớ. Mỗi buổi tối hay là mỗi thời gian dẫn, tụi em sẽ về kiểm tra cái cách của chị kiểm. Như vậy nó sẽ không bị sót lỗi. Hiện tại bây giờ tụi em kiểm tra nè, qua PT sót lỗi rất là nhiều, chị mới vừa cho tụi em xem lỗi, đúng không? Vậy hy vọng sau khi chị tra nghiêm tụi em, thì qua ngày hôm sau chị sẽ kiểm tra lại từng mạng, kiểm tra ra hàng đầu chèn 10 cái thì sẽ kiểm
đau sức. Nếu mà còn hỏi nữa, dạ cứ tiếp tục như vậy hoài thì chắc có lẽ là chị em mình chia tay. Chứ nếu mà cứ như vậy hoài thì sẽ không được. Tại vì các bạn á, chị cũng đã cố gắng